Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái thông tin về cái dự án Elder Smart này và chia sẻ với các anh chị cái cách để chúng ta tiến hành KYC ở trên cái dự án này, đồng thời cũng chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị tạo cái mật khẩu quỹ đấy. Cái mật khẩu quỹ đấy, cái mật khẩu mà khi các anh chị tiến hành rút tiền thì người ta sẽ yêu cầu cái mật khẩu đó. Thì trước khi đi vào chia sẻ các anh chị cách để các anh chị tiến hành KYC thì bây giờ em sẽ cập nhật đến các anh chị một số cái thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái kênh Twitter của dự án nhá. Đây các anh chị vào cái kênh Twitter nhá. Các anh chị kéo xuống này. Thì lúc 12 giờ người ta có một cái bài đăng như thế này. Cách đây 12 giờ đấy. Xác minh KYC đã được kích hoạt, nếu dữ liệu chính xác, chúng tôi sẽ cho phép chuyển lẫn nhau. Nếu bạn được nhắc xác thực lại, vui lòng hợp tác. Ở đây thì người ta thông báo là cái quá trình KYC đã mở nhá. Nói chung thì nó cũng chưa hoàn thiện và người ta sẽ có một cái bản cập nhật nữa. Đây, người ta cũng có thông báo này. Chúng tôi có thể tiếp tục nâng cấp hệ thống KYC vào ngày mai này để nó hoàn thiện hơn. Và các anh chị kéo xuống. Đây, các anh chị click vào cái bài post này. Bây giờ thì em sẽ dịch này. Chúng tôi lên kế hoạch tiếp theo và sẽ tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch này. Chứng nhận KYC sẽ được thực hiện toàn cầu vào ngày 23 tháng 10 và chức năng chuyển tiền lẫn nhau sẽ được kích hoạt. Khai thác đặt cược POS sẽ được triển khai vào ngày 20 tháng 11. Các anh chị có thể sử dụng cái đồng POS mà các anh chị khai thác được đấy. Đây các anh chị có thể đặt cược cái đồng POS này này. Tiêu chuẩn airdrop sức mạnh tính toán POS sẽ được hạ xuống vào ngày 30 tháng 11. Đây nên các anh chị chúng ta tranh thủ các anh chị khai thác đấy nhá. Vì sau cái ngày này thì người ta sẽ giảm cái tốc độ khai thác đấy. Sàn giao dịch năng lượng điện toán sẽ được triển khai vào ngày 1 tháng 12 và việc bán nút sẽ được triển khai. Aerosmart sẽ triển khai giao dịch POS P2P vào ngày 10 tháng 12. Ánh xa trên chuỗi ESC vào ngày 15 tháng 12. ESC sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch vào ngày 20 tháng 12. Đây ESC là cái đồng này này các anh chị. Người ta sẽ cho các anh chị thể chấp cái đồng này để khai thác cái đồng ESC hay là sao đấy. Thì vấn đề này thì em cũng chưa rõ nhá. Thì sau này có cái thông báo cụ thể hơn đấy thì em sẽ cập nhật đến các anh chị sau. Còn ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta tiến hành KYC và thiết lập cái mật khẩu quỹ nhá. Vào ngày 29 tháng 12 này, trò chơi chuỗi sinh tồn đầu tiên này của Elsmart sẽ ra mắt và hoạt động khai thác đặt cược ESC sẽ được triển khai này. Tất cả các cái thông tin thì ở trên cái kênh Twitter người ta có cập nhật cụ thể rõ ràng nhá. Anh chị nào mà muốn tham khảo thêm thì các anh chị có thể follow cái kênh Twitter và các anh chị nắm thêm nhá. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta tiến hành KYC ở trên cái dự án Elsmart này. Thì đầu tiên khi các anh chị vào cái ứng dụng thì người ta sẽ có một cái yêu cầu là yêu cầu các anh chị cập nhật liên kề phiên bản mới nhất. Đây nó sẽ thông báo các anh chị cập nhật nhá. Các anh chị click vào cái chữ cập nhật này và các anh chị đợi một chút xíu cho nó cập nhật nhá. Và các anh chị cập nhật xong thì các anh chị mở cái ứng dụng lên này. Sau khi mở lên thì các anh chị click vào cho em cái mục máy nhá và các anh chị click vào cái hình bản đăng ký ở đây. Để đến các anh chị chọn cho em cái mục KYC ở đây. Rồi bây giờ người ta yêu cầu các anh chị xác minh cái khuôn mặt nhá. Anh chị click vào cái chữ Starting Verification ở đây. Ở đây thì các anh chị không nên đeo kính nhá hoặc là bịt khẩu trang. Các anh chị click vào chữ Starting Verification ở đây. Bây giờ các anh chị cấp tất cả các cái quyền cho nó nhá. Cái quyền truy cập vào máy ảnh đấy, quay video. Và hiện tại thì thêm thấy cái ứng dụng nó còn bị lỗi đấy. Và người ta cũng có nói là sẽ có một cái bản cập nhật là hoàn thiện hơn nhá. Ở đây thì em thấy là nó xuất hiện cái dòng thông báo như thế này. Nhưng mà khi em đưa cái khuôn mặt vào để quét đấy, đằng này nó xuất hiện thì kệ nó nhá. Nhưng mà em vẫn đưa cái khuôn mặt vào cái hình thì nó vẫn ok đấy. Nói chung thì cái ứng dụng này nó yêu cầu KYC cũng tương tự như các cái ứng dụng khác thôi nhá. Nó cũng yêu cầu chúng ta quay sang trái, quay sang phải, nhìn thẳng đấy. Ở dưới này nó có cái dòng yêu cầu này nên cả anh chị nhìn vào đấy nhá. Anh chị cấp các cái quyền này cho nó này. Đấy, ở đây thì em cấp hết luôn nhá. Nói chung trong cái quá trình xác thực thì em thấy nó rất là đơn giản đấy chị. Em thấy chị cần đưa cái khuôn mặt vào, nhìn sang trái, nhìn sang phải cái là nó bảo đã được duyệt như thế này rồi nhá. Tài khoản như thế này là các anh chị đã xác thực thành công rồi đấy. Bây giờ em sẽ vào cho các anh chị xem này. Các anh chị vào cái mục máy này.
Các anh chị vào cái hình bản đăng cơ này. Các anh chị vào cái mục KIC này. Đấy, nó sẽ bảo sang là cái tình trạng là verify nhá, đã xác minh rồi đấy. Còn tài khoản của các anh chị nào mà chưa được xác minh thì nó yêu cầu các anh chị bắt đầu xác minh ở đây này. Các anh chị click vào chữ start để xác minh nhá. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta tiến hành đặt cái mật khẩu quỹ luôn nhá. Cái mật khẩu mà khi các anh chị tiến hành rút tiền đấy thì người ta sẽ yêu cầu. Cũng vào cái mục máy nhá. Các anh chị vào cái hình bản đăng ký ở đây. Và các anh chị click vào cái chữ full password ở đây này. Đấy. Các anh chị điền cái mật khẩu này. Cái mật khẩu này gồm có 6 số nhá. Các anh chị điền vào 6 số này. Tiếp ở đây thì các anh chị lặp lại 6 số các anh chị vừa đặt. Và các anh chị nhấn vào cái chữ sending ở đây thì sẽ có một cái mã cốt gửi về trong cái email của các anh chị đấy. Các anh chị vào mail và các anh chị điền vào đấy nhá. Đây các anh chị lấy cái mã xác minh mail ở đây này. Các anh chị giảm vào đây và các anh chị nhấn vào cái chữ confirm là các anh chị đã hoàn tất cái quá trình thiết lập cái mật khẩu quỹ. Hiện tại thì cả cái mục transfer withdraw này thì nó chưa khởi động nhá. Các anh chị vào trong cái mục web báo này. Tại cái mục exchange này này, các anh chị click vào này. Các anh chị click vào chữ trade exchange này. Thì ở đây các anh chị có thể xem cái giá của nó như thế nào nhá. 750 này. Đấy, hiện tại thì cái giá của nó là 750 đồng POC này thì có cái giá ở đây người ta để cái giá là 371 đô nhá. Nhưng mà khi click vào exchange này thì em đã thiết lập cái mật khẩu rồi. Bây giờ thì em sẽ nhập vào. Đấy, nhưng mà nó chưa được nhá. Hàng ngày thì các anh chị click vào cái chữ claim ở đây này. Đây các anh chị click vào cái chữ claim ở đây và các anh chị xem một cái quảng cáo nhá. Đấy thì các anh chị sẽ nhận được cái đồng box này. Sau 24 giờ thì các anh chị click một lần nhá. Rồi như thế là em đã chia sẻ với các anh chị cách để chúng ta tiến hành KYC cũng như cái cách thiết lập cái mật khẩu quỹ ở trên cái dự án này rồi. Lúc nào mà người ta cho chúng ta tiến hành giao dịch, thực hiện chuyển đổi nạp rút đấy thì em sẽ cập nhật đến các anh chị sau. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.